Vâng, một vùng đất rất nhiều keo. Và đối với anh khách hàng tại Thanh Hóa này của Châu Đà thì mỗi ngày anh có thể khai thác 200 đến 300 tấn keo, và máy bóc vỏ keo của Châu Đà sẽ về phục vụ một phần nào đó cho anh. Và đây là cận cảnh máy bóc vỏ keo của Châu Đà được anh em kiểm tra cẩn thận trước khi lên đường giao đến cho quý khách hàng. Đây, mọi người có thể thấy đây là động cơ máy nổ diesel làm mát bằng quạt gió. Nó sẽ thay cho động cơ diesel làm mát bằng nước, sẽ giảm thiểu được những rủi ro cho anh chị cũng như tiện lợi khi mình đưa lên rừng, mình sẽ không cần phải thay nước thường xuyên. Đây, vâng, và quý khách hàng nào ở gần khu vực Thanh Hóa có thể liên hệ và đến xem trực tiếp nhé, đến xem máy thực tế. Máy Châu Đà thì cam kết chất lượng, bảo hành và giá thành tốt nhất thị trường hiện nay ạ. Vâng, xin cảm ơn quý khách hàng đã luôn tin tưởng và ủng hộ Châu Đà. Một lần nữa, xin chúc quý vị một ngày cuối tuần thật là tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại.